Hai chào anh em báo xẻo lớp mình là từ lũ X8, rất vui quay trở bạn trong video bán à quay Celsius ở server số 107. Hôm nay thật là một ngày đặc biệt đúng không các bạn? Mình liên tục vào làm các clip liên quan đến server 107, và cũng xin nhắc lại các bạn là server 107 là một thuộc server rất mới, số lượng người chơi Chrysalis võ sĩ mới cực kỳ đông, nhưng không bao gồm mạng lẻ các bạn ạ. À đây, thuộc sở hữu của một người chơi Việt Nam. Tổng số tiền là vào acc này là đâu đó khoảng hơn 4 triệu, nên bán đi là lỗ mất phân nửa đấy. Hiện nay không mua Chrysalis bất chấp hiện nay acc đã full mèo. Nguyên nhân vì sao? Theo mình, thứ nhất là acc hiện nay đã sở hữu Kyo nhưng nó chưa có hồn vũ khí, và Duelon thì đã có hồn vũ khí ngon lành rồi. Như vậy Duelon đã coi là ổn, hoàn thiện. Không cần lục môn Duelon đâu các bạn ạ. Server mới thì các bạn đừng ham nhiều quá, mà chỉ cần lục môn của thằng Kyo đấy thôi. Mình đã hoàn thành gọi là bá nghiệp rồi. Một võ sĩ công, một võ sĩ thủ, như thế là team đã đủ để chiến với toàn bộ những người chơi khác trong server. Các võ sĩ còn lại bao gồm như là Teri, Kulabang, Meri hay là Mythicun sẽ hỗ trợ cho hai con kia còn lại. Ví dụ như Teri sẽ hỗ trợ tấn công chẳng hạn, đúng không? Kulabang thì hỗ trợ về hiệu ứng, về phòng thủ vân vân, và mây mây. Thật ra thì theo mình thấy, nếu như giả sử server mà ít người chơi Chrysalis nhá, thì có thể lấy 1.000 điểm, sau đó thì chờ vòng 2 cũng lấy 1.000 điểm nữa để sở hữu Chrysalis về búp cho lục môn của Kyo thì thật là vô cùng tuyệt vời luôn. Đấy, có điều thì hiện nay số lượng người máu me thằng Chrysalis là quá đông, cho nên kế hoạch đấy không thành. Thì các bạn thật ra thì có thể hướng tới vòng 2 của Chrysalis, lấy Chrysalis về búp cho Kyo thì Kyo phải gọi là siêu siêu mạnh luôn. Đấy là với điều kiện là có kim cương nhá, còn không có kim cương thì thôi. Hai cái hồn vũ khí nó cũng rơi vào khoảng độ trên 40k kim cương rồi, nên là thật sự mình nghĩ rằng với cái lượng kim cương full mèo cho hiện tại, S-Mark Kyo là theo mình là hợp lý, chứ còn lấy thêm bất kỳ một con nào khác nó sẽ đều tạo ra áp lực rất khó dành cho team. Tổng lực chiến hiện nay của ARK là xấp xỉ 1 triệu lực chiến và xếp hạng 13 về mặt lực chiến. Tuy nhiên top đầu trường nó sẽ ở cao hơn rất là nhiều khi mà sở hữu bộ đôi mạnh, theo mình đánh giá là mạnh và hợp lý nhất dành cho những người chơi server mới. Ở thời điểm này ở vị trí đả thì ở các server cũ thì vẫn là Asuka. Một số người chơi khác thì dùng Iori, nhưng Iori hoàn toàn không có cửa gì để so với Kyo cả. Cho nên là nhìn chung thì các bạn nào nhìn chung thì ạc này bao nói chung là đang là cái trạng thái cực kỳ hiệu quả đấy. Ok rồi. Thì mấy ông trên trên lực chiến mình đâu nhỉ? À đây, báo con ấy các bạn nhìn thấy, không dùng Kyo mà thay vào dùng Iori đúng không? Lực chiến to nhưng vẫn không thắng được, còn mấy ông lực chiến thấp hơn thì không nói làm gì. Đâu rồi? Đấy các bạn thấy nhá, lựa chọn võ sĩ nó rất là quan trọng. Còn mấy tay ở trên đầu này thì sao? Hồi áo chơi à, áo chơi à, áo chơi rồi à, có luôn mình vừa test rồi. Bọn này có hàng con tanker khá là dị, chính là thằng dù thằng thằng Shingo các bạn ạ. Ông này còn dùng cả Shingo là Duelon, mặc dù không có Kyo, đấy là một con võ sĩ hạt nhân tốt hơn, tấn công tốt hơn so với Iori, nhưng lão ấy vẫn lên được top trên phần vì lực chiến. Nhưng phần quan trọng hơn có lẽ rằng nó là bộ đôi phòng thủ nó quá trâu các bạn ạ. Áo xuyên qua được. Thôi cái hạng hạng này các bạn biết là rất là ngon rồi nhá. Rồi, đồ hiện nay thì chúng ta đã mở chế độ rune. Có điều thì đang trong giai đoạn bắt đầu thôi. Các bạn nhìn đây là rune bảy sắc cầu vồng. Đấy, ok, nhìn lực chiến ra các bạn đoán chừng được rồi. Chúng ta lướt nhanh túi đồ và sau đó làm trận trong đấu trường đây. Để xem Chrysalis server mới nó như nào. Ba mươi mấy ông vào lấy mà không thấy ông trong top không ít nào có à. 123 mảnh vạn năng kèm theo 75 vé Battle Pass siêu lợi tức, còn khoảng 10 ngày nữa các bạn ạ. Rồi, cái gì đấy nhỉ? Mình còn bảo là check cái gì trước khi đánh nhau ấy nhỉ? Tự nhiên lại quên quên. À, hiện nay là các cái lỗi đã được sửa rồi các bạn nhá. Vào đánh nhanh lắm rồi. Đâu có cái săn bản sao chưa nào? Xem là cái săn bản sao cho mình săn hộ bạn ấy. À đây đây đây, hôm qua là bị lỗi săn bản sao các bạn này. Bây giờ xem hết lỗi cho nhá. Ok. Đấy, hết lỗi rồi các bạn nha. Bao hôm qua chính bản thân mình trên livestream còn không hoàn thành được mấy cái nhiệm vụ kiểu như này, thì hay là nó mới sửa đấy các bạn nhá. Cảm giác kê chơi game mượt sướng hơn bao nhiêu nhỉ? Ấn nó chịu chạy, xoay tròn tức vãi. Mau game mới trả gủng, bảo sửa áo sửa luôn thì cứ bắt đợi qua đêm, may quá bây giờ nó ngon lành rồi. Sao đó ta làm trận đấu trường đấy. Đấy, hôm qua xem bản sao cũng lỗi, đánh đấu trường cũng lỗi. Ok thôi mình đánh với bạn sát nhất nha, bạn ấy dùng Shun đây.
lực chiến của bạn ấy có nhỉnh hơn. Đấy, kể ra Kyo này mà Kyo lục môn ấy có hồn vũ khí thì không ngán. Nhưng đáng tiếc là đây là Kyo chưa hồn vũ khí. Nên là cái lượng sát thương của nó bị giảm đi rất là nhiều. Thật ra hạng 7 thì mình nghĩ là khá lắm này. Kim cương còn cả đống này. Lo gì trong tương lai không có thể gia tăng được sức mạnh. Định hướng cho hạc thì đầu tiên là S-Mark Kyo. Còn nếu như một các bạn thích chơi tiết kiệm hay dị dị hơn, nhịn một phát luôn đến sinh nhật, từ chỗ này mà nhịn đến sinh nhật là phải 200k kim cương, không có đùa. Lúc đấy xả vào Omega Rugal với cả Kula thì nó lại là quá ghê, nhưng mà nhịn như thế thì hơi khổ. Nó chính là cái phong cách chơi ngày xưa của mình ấy các bạn ấy. Các bạn nhìn này, vào bấm một phát vào ngay, nó không phải chờ chờ như hôm qua, nó không có chờ 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 xoay tròn mãi nó không chịu vào game. Thì bây giờ ngon rồi các bạn. Game được sửa rồi. Một số ông mới thế thôi đã bảo game sập, bảo láo láo vô cùng. Hay là trong đó có ông White Social này, sợ cái này, game mới có lag tí nhá, sợ game sập. Game nào mà nó chả có những cái lúc mà nó bị lỗi thế các bạn. Người còn đôi khi còn phải ốm đau bệnh tật cũng chi là cái đồ chơi game này. Rồi, đánh đúng hàng cần đánh rồi. Bộ ba võ sĩ quan trọng sẽ là Lulon, Teri và Kyo, và sẽ là ba con sống sau cùng. Bạn White Soldier, bạn ý xếp đội hình cũng là hợp lý đấy. Để cho Lulon sẽ là vị trí tanker còn lại sau cùng. Ok. Lợi thế giữa hai bên là chưa xác định. Bên đội bạn thì sử dụng tanker là Yamazaki đối nghịch với Dulong. Bên phe ta sử dụng đả là Kyo, còn bên đội bạn là Shunei. Bên mình dùng Teri, đội bạn cũng có Teri. Bên mình dùng Mary, đội bạn cũng có Mary. Bên mình dùng cái gì á? Kulaban với Metekun à? Còn đội bạn là Shunei và cái gì? Anis. Wow. Có sở hữu được Anis là đội bạn là một trong ba người chơi có thứ hạng lực chiến cao nhất trong 7 ngày đầu đấy các bạn ạ. Cho nên chúng ta cũng có thể dự đoán được cái cấp độ VIP của bạn Kousara này sẽ cao hơn phe ta rất là nhiều ấy. Họ họ ao cho nên là thôi nhá, đánh này các bạn biết là các tính năng game đã ngon trở lại rồi, không có vấn đề gì. Ông White Socius mà hủy bán là tôi vẫn thu phí bình thường đấy nhá, ao này đâu. Không, ông thấy tôi đăng lên thì game hết lỗi, ông phải quay xe éo được đâu. Ông không phải chơi kiểu đấy đâu. Nói đùa ấy thôi các bạn, chứ bạn ý chắc là cũng không phải người như thế đâu. Còn đâu thì các bạn lưu ý là game có lỗi thì các bạn cứ report cho mail tới nhà phát hành nhá, họ sửa kèm theo cái video UID của ba các bạn, hoặc là các bạn gửi qua cho mình, nhưng mà các bạn phải gửi mình bằng tin nhắn tiếng Anh thì mình mới chuyển tiếp của họ. Thì mình dùng Google dịch thì nó sẽ rất là lâu. Game nhìn mượt cả mắt, nhẹ hết cả người. Ao rồi. Nói cái chứ công chứ tôi cũng là bộ phận chuyển tiếp thì tôi không sửa trực tiếp được, cho nên là thấy mà game nó vẫn mình nói mà nó vẫn chưa sửa xong ấy, thật sự mình cũng lo ấy chứ không phải gì đâu. Rồi. Mọi nói chung là thua thôi. Bên mình có cái gì đội bạn nó có hết, thậm chí nó còn có những cái thứ mình không có, thua là phải đấy. Em bên mình hơn Huy các bạn nhé, hội chơi nước ngoài, người chơi nước ngoài nói chung là nó đần nhiều thứ lắm. Chứ mình nói thật với các bạn, vì sao ngày xưa hạng 3 rồi hạng 6 ông chơi đu lo nó chơi Yamazaki đần vai à. Ok, để xem trong tương lai nào nhá. Nhưng mà mình thấy hình như nó bắt đầu nó quay xe, Yamazaki nó có 5 sao ấy. Khả năng nó định thay rồi đấy, khôn phết đấy. Rồi, hẹn các bạn trong các buổi live stream cũng như những video theo nhá. Game ngon lành cành đào đấy. Ok, ông này đẹp với tổ bát chưa? À chưa. Thôi bạn nào mua liên hệ mình nhé. Giá bao gồm toàn bộ mọi chi phí là 2,4 triệu.